Rồi, con thấy thấy bài học chưa? Dạ thấy rồi ạ. Hai bài ha. Chữ Dạ. Hán, chữ Hán với chữ dần đủ rồi ha. Rồi Dạ. đủ rồi. Cái này bây giờ nó lại chút, thì trước có học rồi ha, nhìn dần đoạn rồi. Thì cái đoạn trước á thì lấy trong kinh là trong thì bà hai bạn đó nhà ba bạn lắm. Mình là hai bạn. Bạn trước đó là lấy cái chỗ này, đây là cái một nhập nhập lăng già. Đây là bạn 10 quyển. Mười quyển à, còn bản đại thừa nhập lăng già bản đây là bản 7 quyển, đây bản đời Đường với bản đời bản lăng già là 10 quyển, là Đại Châu Vô Điền Quốc Thật So Năng Đà, nó gọi là bản Thật So Năng Đà, bản đại thừa nhập lăng già bản 10 quyển, còn bản nhập lăng già là bản này là bản ý bản 10 quyển chứ, còn bản đây đại thừa nhập lăng già đây là bản này bằng 4 quyển, 7 quyển gì quên, nó là bảy. Đấy, còn bản nhập lăng già bản ra 4 quyển, bản khó nhất là nhớ ba bản ha, đó là nhà ba bản bản ấy, sư cô ni sư gì trong trước đó là bản 10 quyển, tại vì bản này nhiều chữ rất nhiều, thì tôi hôm trước có học á, thì tôi đưa quyển này nó đi sửa học này đi 10 quyển chứ còn cho 7 quyển được 10 quyển để mình học chữ Hán chứ chưa học nghĩa, thành không cần chuyện gì trung với chữ trật, cần biết chữ Hán cái đã, làm nhiều em chữ Hán nó mau giỏi, thành đây bây giờ mình học đây hôm trước là học bản mấy rồi để tắt cái này cái đó nào ba bản. Thì bảo hôm trước tôi lấy cái bản là phân tả hai bản có chỗ dư chỗ thiếu mình bổ túc, nhưng mà học dư vậy hơi khó à, nó mình cứ tập trung vào cái đại thừa nhập lăng già này. Cái chuyện này như tức là bạn bạn cũng 7 quyển đây để 7 quyển này tôi nhớ thôi chứ không gì, bản nhà 7 quyển còn kia là bản 10 quyển à, bản này bản 7 quyển mà bản 10 quyển có vài cái khác nhau một chút, chứ hôm trước mình thấy rồi đấy, cái bản 7 quyển có vài chữ đó, ví dụ như cái chữ mà trùng tánh á, đấy rồi cái này nó chạy lên chạy xuống gì ta, mệt có vậy, cái này cứ chạy lên chạy xuống mệt có vậy, rồi để xuống như đi à, để cái bản bản hôm trước á, bản kia có mấy cái chữ là cái trùng tánh này này nhập lên già đâu rồi đây này, bản này có trùng trùng tánh, một trùng trùng tánh đây bỏ chữ trùng trên này à, nhưng mà bản này là trùng tánh chứng pháp có mấy khác nhau đó, thì cái bản này là bản 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 nhập trong nhà là bản là 10 quyển nào gọi là trùng tánh chứng pháp, thì trong khi tôi nói rồi tức là đây năm cái thừa nó trùng tánh nhùng tánh mà hiện chứng là hiện chứng năm thừa, hiện chứng thanh văn thừa, hiện chứng gọi là hiện chứng tức là bắt đầu từ vào thánh đạo, nó gọi là hiện chứng cũng như quán thánh đấy đó, từ phàm nó vào thánh đạo đấy, nó gọi là hiện chứng, thì trong trong sách này câu xã rồi gọi là hiện quán, nó gọi là hiện quán thánh đế đó, biết chưa, rồi quán khi bắt đầu thì từng sát na thôi bắt đầu vào thánh giả, thì hiện quán thánh đế có 16 sát na đó, nhớ lại cũng được nhớ cũng được, nó đại khái như đó, cái chúng pháp mình chưa chứng hay quên lắm, mình không có chứng đâu, mình chứng ngồi nghe nói vậy lần sau mình quên nè, nhưng đại khái nhớ cái chữ hiện quán và hiện chứng
Có chỗ dịch là hiện quán, chỗ dịch là hiện chứng, nhưng không trang dịch là hiện quán, bởi vì gọi là quán là chính thức, quán bốn thánh đế, thấy thánh đế đó, cái chân lý đó. Đây gọi là hiện chứng, gọi là hiện chứng được, trong chỗ này gọi là hiện chứng được, hiện quán đó khó hiểu, hiện hiện chứng gọi là chứng ngộ trực tiếp đó, chứng ngộ bằng kinh nghiệm mình đó, thấy rõ ràng đó. Thì nay đúng rồi, hôm trước học đi rồi duyên giác thừa, nó các nào xưa thì đa số duyên giác thừa bảy đăng giả bốn chuyển bảy chuyển mười chuyển như được dịch là duyên giác thừa hết á. Nó chỉ duyên giác thừa rồi. Thì cái này mà theo, ví dụ như mình theo mấy cái bản mà Sanchi Pali, mấy cái ngày huyền trang dịch đó, thì phải dịch lục giác thừa, lục giác chứ, lục giác. Còn mới theo cái bản các ngài từ là rồi chân đế các vị đi ngang qua Tây vực á, thì thường thường mình chỉ là duyên giác. Thì Pali với Sanchi giống nhau, bên gọi là Pachyeka Buddha, Pachyeka, tức là đọc lại thành Pachyeka, cái nào Pachyeka hết đó. Còn bên này Bạch Chaya Cạ chứ, Bạch Chaya Cạ mấy cái khác nhau, tương tương phản tôi khó cần. Nhưng mà cứ nhớ đi. Cái này đọc chính xác là đọc chấp thừa, còn cái này gọi là quán 12 duyên khởi. Mà chứng gọi là chứng, gọi là duyên giác thừa thì quán duyên khởi. Cái này đúng phần thực sự ra mình hay gọi là quán duyên khởi, quán 12 chi duyên khởi, nhưng thực sự là 12 chi duyên khởi là khám phá chứ không phải là quán. Thí dụ như trong kinh A nói về bảy bảy đức Phật á, Phật cuối cùng là Phật Tỳ Bà Thí, rồi nó quán là khám phá là thế nào. Tất nhiên là khi ngài nhập định rồi mới hỏi do đâu có cái khổ, thì tức là khổ vì cái khổ cái gì, khổ sanh lão bệnh, lão bệnh hai cái và tử. Nhưng mà cái lão và tử bỏ cái bệnh giữa đi, nhưng mà cái bệnh già chết này á do đâu mà có, tức là có đời sống, có sinh ra, có sinh thì có tử, rồi quán lần lần lên, đó gọi là khám phá. Cuối cùng khám phá ra vô minh và hữu ái, nghĩa là nguồn gốc của tất cả sanh tử. Chứ là không không gọi là quán, mà gọi là khám phá. Nhưng mà sau này các cái gọi là quán, quán duyên khởi. Thì các ngài nói thì mình theo chứ mình sao mình giống cãi, quán thế nào thì không biết. Thì quán duyên khởi là quán sanh tới đâu, quán lần là quán lên, gọi là quán ngược quán xuôi, cách dạy quán cũng là quán xuôi chứng đó. Nhưng mà trong cả đại thừa duy thức, đại thừa trung quán và các a tỳ đàm không nói quán là hai chi duyên khởi, mà chỉ có quán thánh đế, cái là quán thánh đế đó. Thì quán thánh đế có mấy khác nhau một chút, nhưng vẫn quán khổ tập diệt đạo, bởi vì đó là phương tiện phù hợp giáo với đề tụ của Phật Thích Ca đều quán thánh đế hết á. Quán thánh đế cho nên chỉ gọi rằng đại thừa tự thừa quán thánh đế. Còn cái duyên khởi này, duyên khởi là duyên thừa thì Phật Thích Ca không biết, vì vì gọi rằng là độc giác thừa hay là duyên khởi thừa đó, không thiếu về cái đó, cho nên chi các ngài quán gì là do sự suy dẫn mà ra. Không rõ thì nó đại khái vậy thôi, nghe biết vậy thôi chứ đừng cãi lui qua tới các ngài chứng thế nào không biết đâu nha. Đúng trọng với sách nói sao mình nói vậy thì mình thấy khác nhau thì mình tùy theo giải thích thôi, chứ đừng có nói vội rằng cái này đúng cái này sai. Đây là một chuyện anh ạ. Bây giờ tiếp theo ha, tức là như chúng tánh này, nhược tri nhược chứng được không, cử thân mau thủ tâm lạc tu tập. Cái này hôm trước đây là tự tướng cộng tướng là cái gì, rồi những vị đó hoặc tri hoặc chứng, tức là biết đó, tri là biến tri, chứng là chứng ngộ. Cái này trong tu tập thường có hai giai đoạn biến tri và chứng. Biến tri là thường là đoạn biến tri, nó có hai cái tri biến tri và đoạn biến tri đó. Biến tri là gì, biết rất rõ. Thì giờ biết rõ khổ thánh đế, sau khi biết rõ rồi chứng khổ thánh đế, hai cái nó gọi là tri và chứng. Tu hành bao giờ gọi giai đoạn biết, biết biết đây là khổ, biết xong rồi thì do biết khổ cho nên tất cả những cái phiền não mà do mê mờ khổ đấy khởi lên thì bị diệt hết, gọi là tùy duyên đó. Nhưng mà khởi lên thì lúc đó biết rằng ta đã hết tùy duyên, từ bây giờ chứng gọi là chứng ngộ. Chứng là hiện chứng, tức là kinh nghiệm đó. Chứng ngộ là tự thân kinh nghiệm đó. Kinh nghiệm cũng vậy, trên đây cũng vậy. Thanh văn thừa là quán tự tướng cộng tướng, tức là đây quán mình nó uổng. Cộng tướng của nó uổng đó là gì, đó là ngã. Và từ tâm nó uổng đó là gì, sắc thọ tưởng hành thức. Đây đấy, đây là uổng.
Giới và giới có từ tướng mà cộng tướng, quán từng cái từ tướng, ví dụ từ tướng của sắc là gì, sắc sắc thì, giới thì có ba sắc, thì có hai sắc trong và sắc ngoài, và có thức nữa là ba cái. Giới từ tướng của thức là gì, từ tướng của căn là gì, từ tướng của cảnh là gì, từ tướng của sắc đó, từ tướng sắc là gì, từ tướng thức là gì, quán quán tổng hợp là tất cả thành cái từ ngã, cũng đây là từ ngã, cũng từ cái giới, từ trên cái giới mà quán từ ngã để phân tích ra để xét cái từ ngã, thì hoặc là cái vị quán quán uẩn xứ giới để thấy được cái từ ngã, quên quán sắc thọ tưởng hành thức để thấy được cái từ ngã, hoặc quán 18 giới. Mình hơi nó ngược chúng đúng là thường là uẩn xứ giới theo số thứ tự đó, 5, 12, 18, có 5 rồi 18, 12 thì hơi ngược chút. Tiếng Phạn số đóng trật tự lắm, số học đóng trật tự lắm, không đúng nhảy. Thì bên bên Trung Quốc cái việc họ nhảy thế nào không biết, cho bên 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 trong sách tiếng Phạn thì luôn thứ tự, thành ra là xứ thì nó tự tương cộng, tự như lấy cái uổng nó chứ dễ nhớ, cộng tướng của năm uổng đó là từ ngã và từ tướng để vậy đó. Còn cái từ tướng cộng tướng nó còn nhiều nữa, sự vật là pháp nào có từ tướng cộng tướng hết á. Trong sắc nó từ tướng cộng tướng của sắc, thanh có rồi sắc uổng đó, thọ có từ tướng mà cộng tướng có thọ, cái gì mà pháp nào có từ tướng cộng tướng, cũng như khu rừng vậy đó, thấy khu rừng, thấy toàn bộ khu rừng là cộng tướng, mà thấy từng cái loại cây một trong khu rừng đó là từ tướng, thành ra có nhiều khi ấy, ta thấy chung thấy cái riêng, thấy cái riêng mà thấy cái chung, vừa thấy cái chung vừa cái riêng ấy, thì đó là biết rõ. Thành ra thí dụ như người tiểu phu đi đông củi ấy, thì không đi vô rừng, cái chừng nó có ngày có cây sẽ đoán đó, nhưng mà gọi đi tìm rừng ấy, thì vô rừng bất kể cây gì, thì nhiều khi biết rừng cây ở trong rừng, thì vừa thấy rừng vừa thấy cây, thì tìm cây tìm gỗ để biết cái này ở trong rừng mà có thôi, thì lên rừng mà có chứ không thì đi chỗ khác được, không thể vô vườn người ta mà tìm được. Thì khi nghe nói cái trọng của tưởng thức cộng thời với mình đó, cái gì sinh ra khổ và cái gì sinh ra lạc biết rõ, thì nghe xong cái thì cái người rung động trong mình cử thân mao thủ thủ là dựng lên ấy, cái lông dựng ngược lên, toàn thân cái lông dựng ngược lên, tâm lạc tu tập, tâm nó vui thích mà tu tập. Trong này ấy, cái chữ tu tập nó có dài một chút. Đây, bây giờ hoặc biết hoặc chứng này, thế thì nói biết chứ nhỉ, thủ được hoặc chứng được hai cái, cho rõ cái biết này, cái chút ấy, biết này chứng này, hai cái nó theo thứ tự nhớ ấy. Trong cái chứng ngộ biết rồi chứng, lông tóc dựng ngược, phát tâm tu tập, đây là tu tập đó. Không thích nghiên cứu giáo lý duyên khởi, đây phát tâm tu tập này. Tất nhiên đây là tu tập gì, thì trong này có mấy cái khác nhau, thực sự tu tập đây là tu tập cái gì, đây thì nói rõ nào, đây là tu tập ạ. Ủa đúng rồi, đây phát tâm tu tập này, tu tập ạ, tu tập tức là làm phát sanh. Phát sanh là cái tri tri giác, những cái giác ngộ đó, cái trí đó, trí giác giống mình thức tỉnh vậy đó, mình tỉnh thức á. Thì trong Phật giáo nó có cái chữ tri và giác, chữ nó khó lắm, trí cũng được giác là thành khi gọi chữ trí, chữ trí có mấy chữ đó, thí dụ là trí trí thông thường này, trí của giác ngộ, trí của người thức ngủ này, nó chữ nhiều chữ lắm, nhưng mà đây á tức là tỉnh thức, thức tỉnh á, thức tỉnh về tức là đúng ra là có trí tuệ được, mình gọi trí được. Chữ tạo nó ít chữ lắm, mấy cái chữ dựng tạo trí tuệ nó ít hơn bên này, cái nhận thức ít lắm, bên mình còn thức này rồi rồi tưởng này rồi tri rồi trí rồi huệ ha, mà huệ còn nhiều lắm, mà có mấy chữ à. Bên kia là mati này, bodhi này, nha này, rồi prajna này, rồi parijnana, gì jnana nhiều thứ. Thì bây giờ không cần mình đi học nhiều quá không nhớ hết, thì cứ vậy thôi, tức là có phát sanh trí, phát sanh trí tức là phát sanh nhận thức đó, phát sanh nhận thức mà tu tập về tướng, tức là quan sát về tướng đó, tướng tướng tức là chủ yếu quan sát về tướng, trong quan sát về duyên khởi, phát tâm tu tập, quán từ tướng và cộng tướng, sau đó quan sát về tướng là các đặc tính của nó,
đặc tính của hữu vi là gì, khi biết là ổn xứ giới rồi á, thì quan sát cái tự tướng cộng tướng, thì cái cộng tướng của tất cả các pháp đó là gì, pháp hữu vi. Thì tự tướng á, tự tướng á, thì ổn nó có cái tự tướng riêng, giới có tự tướng riêng, nhưng mà tất cả các pháp nó có một cái đặc điểm chung, tướng là đặc điểm đó. Đặc điểm chung là gì? Sanh trụ diệt, hay là sanh trụ gì diệt, bốn tướng, tức là hữu vi pháp, tất cả hữu vi có sanh, có trụ, có diệt, tức là nó trồi lên, trồi lên tới đỉnh cao, nó chìm xuống. Giống như là trong cái điện có hai pha là pha âm pha dương vậy đó, pha âm là nó tiêu diệt, còn pha dương là nó pha tích cực và pha tiêu cực đó, pha có điện, pha không có điện đó. Nó lên nó xuống, lên nó xuống. Thì trong đời sống sinh diệt vậy, thì chữ ai mình lại gọi là sinh diệt, trong cái phạm đúng đó thì phải gọi rằng là cái xưa ta dịch là hưng và thịnh, có khi chỉ là thăng trầm, chỉ là hưng thịnh, nhưng sau dịch chung là sinh diệt, chứ chung chung cho khỏi phải nói đi. Hay được là khởi, đúng ra là khởi, có chỗ khởi và tận, dịch nhiều thứ đó. Nó chung thì sinh diệt cho nó khỏe. Thì đằng nào xuất hiện rồi biến mất, xuất hiện rồi biến mất, xuất hiện gọi là sinh, gọi là diệt, thế nó khỏe. Chứ bây giờ nó giảng tụng luôn, nó khởi rồi tận, rồi khởi rồi xuất, rồi một, rồi xuất nhiều thứ khó hiểu. Nói chung á, cái đặc tính hữu vi á, là mọi cái xuất hiện đến cao thì thế là trụ, xong rồi nó chìm mất, là biến mất, thì xuất hiện trong một sát na thôi, sinh trụ diệt. Thì trong kinh hay nói là hữu vi chi tướng, diệt khả liễu ti, mà trận tận tận gặp trụ gì diệt khả liễu ti. Tức là người ta cần biết những đặc điểm của vi là gì. Đặc điểm của vi đó là sinh trụ và diệt, hay gọi là sinh trụ lão vô thường, nó bốn cái. Sinh trụ, trụ là sau đó bắt đầu chuyển biến, biến thoái, suy thoái, lão vô thường. Thành ra cái này nó trong Phật nói như vậy, thành nó hơi khó hiểu chút, bởi vì nó sinh trụ, trụ thì phải có biến thái mới biến mất được, chứ là có một sắc na nó sinh, một sắc na sinh, một sắc na trụ, một sắc na bắt đầu chìm xuống rồi mới diệt. Ít nhất là phải rằng là ba sắc na sinh trụ diệt, nhưng mà cái hình bộ của một sắc na không có thể ba được, tại vì sinh là diệt liền, các pháp sinh là diệt liền. Cái này thì dạng giải dài dòng lắm, không cần nhớ đại khái về đây, chứ vì dạng lên cả cái thiên câu xa hăng, các ngài bên hữu bộ kinh bộ rồi tranh luận dài lắm. Cái câu Phật nói cho tôi giải thích cho thành đúng, sinh trụ lão vô thường, phải dựng thế nào cho nó đúng. Đó, đúng, tranh luận với nhau dữ lắm, thôi mình cần mình chỉ biết là tướng hữu vi gọi là sanh diệt đủ rồi, hay là sanh trụ gì diệt. Sanh trụ, trụ là tồn tại, chỉ trong cái tồn tại nó biến thái, nó biến đổi, cái đổi lần cũng như kiểu mình trưởng thành, từ con nít sinh tới tuổi trung niên bắt trưởng thành, 40 tuổi bắt đầu suy giảm rồi, bắt đầu thấy người nó bắt đầu tuổi già rồi, già là lần tới 80 trở đi, 70, 80 bắt đầu già cứ gọn rồi là sắp chết rồi. Thì rất là sinh trùng diệt, để quan sát bốn điểm, đó là quan sát dễ nhất. Còn quan sát mình sinh trùng diệt theo câu xá, theo hữu bộ khó quá lắm, trong một sắc nó khó quá lắm, cũng hơi thở vậy, quan sinh là quan trụ là quan diệt rất dễ, cho một quán một hơi thở khó quán. Ví dụ quán sinh từ bắt đầu, để mình thí dụ cho bắt đầu mình hít vô từ lỗ mũi rồi là sinh, trong cái dài dòng như vậy, từ lúc cho tới khi mà nó dứt hơi thở, một hơi thở như vậy khoảng giữa đó trụ và dị, tức là hơi thở mình theo dõi hơi thở rồi cuối cùng là diệt. Thì mình theo dõi cái sinh trụ diệt hơi thở nó dễ hơn, tức là giữa cái dòng hơi thở phát sinh rồi mình thấy rõ nó phát sinh, sau cái nó tồn tại, nó biến dịch, nó biến chuyển để biến mất á. Cho hơi thở mình nếu biến chuyển thì mất được, nó phải từ từ nó biến mất à, chứ nó đột nhiên nó mất được, nó có gì mà tự nhiên nó mất, nó phải từ từ, nó có gì tự nhiên sụp rầm quá đâu. Phật nó trả từ từ, thành ra trong cái khoảng thời gian đó nó sắp được quán lần lần là cái tự biến dị, cái biến thái. Thì sau đó mà quán ngay trong biến dị đó, mình có thể thấy được là nó biến thái có là vừa vừa trạng thái được, có trạng thái khác, tức là biến thái trong từng sát na, dùng thấy được cái sinh diệt của nó, cuối cùng chỉ cần thấy sinh diệt là đủ. Thì thấy sinh diệt và từ sinh diệt thấy được vô thường thấy khổ đó, cái là cái cách quán mà lâu dài vậy đó cũng hơi khó. Cho nên trong cái quán sát mà để nó bốn cái thì dễ quán hơn, cho nên như hữu bộ khó quán lắm,
Làm từ tưởng tri và chứng não, tu và tập, tu tập, tức là đây là quán những đặc điểm của nó. Ưu dương khởi tướng bất là quán sát, nhưng mà không thích quán sát cái tướng dương khởi, những cái đặc điểm của dương khởi. Nên biết đây là chủng tánh thanh văn. Bây giờ cái đặc tính dương khởi đây là gì? Không có ghi. Có cái bản dưới này. Cái đặc tính nhân khởi này ha, cái đấy đi ghi đây, nói cho tiếng không có tiếng Phạn hơi khó hiểu đó. Cái bản nó rõ hơn ở đây, nó sẽ rõ cái này bằng quản nhân khởi rõ hơn này. Trong cái này để tu tập này, bây giờ hay là quản nhân khởi đây là gì? Rồi, ý tức là tu tập ấy, để tu tập trong cái quả như là tu tập này, tu tập quan sát cái gì? Quan sát đó là cái duyên khởi, cái tướng của nó, quán duyên khởi. Nhưng mà cái đặc điểm duyên khởi á, đây nó thêm cái đặc điểm duyên khởi này, đặc điểm quan sát này, thì đặc điểm duyên khởi này gọi rằng là bất tương ly. Tất nhiên là các pháp duyên khởi, cái đặc điểm của nó là duyên này duyên kia nó không rời nhau, duyên này duyên kia dây chuyền nhau, nó liên tục. Đây là quán duyên khởi, chắc là quán được cái một. Cũng như thực sự ra trong này có cái đặc điểm, ví dụ như mình quán vô minh hành thức chẳng hạn, vô minh duyên hành, mình cứ nghĩ rằng vô minh xong rồi duyên hành hành nó liên tục đấy, nhưng mà liên tục trong lại thực sự từng sát na. Ví dụ như trong vô minh á, nếu vô minh xuất hiện đủ điều kiện thì có hành ngay, mà trong hiện hành á thì có thức ngay, tức là trong từng sát na là có đầy đủ. Đó, tức là đấy gọi rằng là tính liên tục, tức là quán quán chứ đúng ra thì bên này nó thêm cái đặc tính dương khởi không lên là dịch sót á, tức như là tức là trong cái ly một á, là cái bản khác nhau, và hai á, là các ngày hiệu khác nhau, hay là cái bản sót chữ không biết, nhưng mà đây chỉ gọi là quán tướng dương khởi. Không có quán khác cái tướng của dương khởi, mà tướng của dương khởi là gì? Tướng dương khởi này á, là tướng, tức là đặc tính của nó là liên tục không gián đoạn. Tính liên tục không gián đoạn của dương khởi, nhớ chữ này em. Đây không phải nghiên cứu, đấy là nghiên cứu, đây là quan sát cho nghiên cứu, nghiên cứu là khỏi thôi đấy, đấy phải là nghiên cứu, đây là quan sát đấy. Quan sát đây, quan sát tướng như vậy, lý đặc điểm cho vậy, lý nhớ rõ đây không, chứ trong chữ Hán thì đang gì sát, đây là đặc điểm tướng dương khởi. Hỏi sao giời ơi, cái chữ gì đây vậy? Tướng tướng liên tục không gián đoạn đây, tướng này liên tục cái tướng này, tướng là chính nè, quan sát tướng, tướng này là gì? Tướng liên tục không gián đoạn, thì chừng nó đủ rồi em, đó quan sát tướng liên tục không gián đoạn, tức là duyên này nó dính duyên kia, cái điều kiện nhu khởi là vậy đó hả? Thì cái này khỏi theo kéo theo cả một chùm nó khỏi, cái này trong sau lý đại thừa thì phát rộng là chút, gọi là trùng trùng duyên khởi đó, thì cái này xuất hiện nó kéo theo cả một chùm khác, liên hệ cả một chùm khác nó xuất hiện, nó liên hệ với nhau đó, thì đây là cái lý lý duyên khởi rộng rãi. Mà trong thanh văn quán cũng có hiểu cái duyên khởi, quán tức là tu tập 12 chi, nhưng mà hai chi đó người ta hiểu theo cái lý là không liên tục, còn cái tướng liên tục của nó tức là tiếng liên tục phải quan sát tồn tại nó trong từng sát na mới thấy cái liên tục của nó, tức là cái vô minh hành thức trong từng sát na của vô minh hành thức mới thấy được. Nó từ từ xíu thêm nhé. Ứng trì này, nhớ chữ này, bắt chữ tướng này, xem chữ tướng như đây ha, tướng này, tu tập này, cái chữ tu tập này, đây tu tập,
Rồi bây giờ á không thể tu tập cái gì để nói ha. Bây giờ là tu tập cái này là cái gì? Đây là tu tập á, đây gọi là lạc tu này, tướng trí, đây là bản dịch khác, tướng trí là trí tuệ về những đặc điểm, về những đặc điểm của pháp hữu vi. Tướng là đặc điểm nhau. Tu tập quan sát đó, thì tu tập tức là quan sát đó. Tức là quan sát này. Tu tập để thích tu tập, thích lưỡng, thích lược, cái chữ này chữ thích chữ hay lắm, tìm chữ nào tốt hay hơn thì lược. Đây là không có xu hướng cũng được hết, xu hướng được, chứ còn thích thì không phải thích hay không thích, nhưng mà không có cái xu hướng đó. Mình chẳng được mà để thích nữa, tại chữ gọi chữ lạc thì để chữ giặt sát được, nhưng mà chữ thích thì thích thì không hay lắm. Lựa chọn chữ cái tu tập không có chữ thích hay không thích, thì mà có thích hợp hay không thích hợp, có xu hướng tăng tánh thì nó thích thì cũng được thôi. Thì bây giờ này, cái chữ này tâm thích thì chữ thích này sửa sao sửa nhau, cũng có sửa ráng tìm chữ hay để vô. Khi nào tôi chỉ tôi ngồi tôi ngẫm ngẫm nghĩ tìm chữ hay, tôi bây giờ chưa phải là lúc, bây giờ là cái chữ gì đang quên. Tu tập tu tập là gì? Là phát triển này, trí trí là tri giác đó, mình gọi là trí, tức là tri giác, gọi là tri giác đi. Tức là tri giác là tỉnh giác á, nào ngủ thức dậy cái là gọi là trí, tri giác đó. Thì nhớ cái chữ này đi, tri giác mình hay gọi là tuệ giác, cái tri giác đó. Tri giác về nè, tri giác về gì? Về tướng. Tri giác về tướng này, tức là đặc điểm về tướng hữu vi. Chữ như vậy mình nói chuyện về về tướng thôi, còn chữ cần tướng là tướng hữu vi dài lắm, nhưng lấy chừng có đủ rồi, tiếng Phạn có thể dài hơn. Nói chung thiệt cái này không có tiếng Phạn khó hiểu á, không biết tu thế nào đó rõ hơn. Nhưng bây giờ bạn tiếng Phạn chứ còn chữ Hán hồi xưa thì thế này thì khó mà trúng lắm, nhìn khó trúng, dạng khó trúng lắm. Tướng này đấy, cứ đương nhiên là có người mà tinh thông thì mình có thể nói rõ được, mình chỉ tới cái độ tinh thông như các ngài thành đó phải dựa theo mà nói thôi. Quan sát cái ứng chi thử thanh nên biết đó là chứ, thử thì này nước liễu lâu lấy gọi rằng là như thế là nên biết đó là, nên biết đó là chứ không phải là như thì có không, nước liễu lâu đây đó là cái thị tri. Được rồi, ứng tri nên biết đó là, nên biết đó là, nên biết cái này dễ thôi, không có gì. Đó, nên biết đó là không có chủng tánh, đó là chủng tánh thanh văn thừa, đó là chủng tánh thanh văn thừa, nên lúc đó là chúng ta vẫn thừa, hay không? Tức là chúng ta vừa đây là đơn giản nào, tức là quan sát, tức là tu tập á, là quan sát các tướng của sinh diệt. Bởi vì ai biết rằng á, hay là kia băng là quán khổ đế, thánh đế quán có khổ, thì quán là vô thường, khổ không vô ngã. Sau quán nhân của thánh đế nhân thế nào, muốn nhân thế nào vậy? Nhân nó gọi là tập, cái nhân nó gọi là nhân nó gọi là nhân, nhân nó gọi là tập, với nhân nó gọi là sanh, nhân nó gọi là duyên, là quán 16 hành tướng đó. Thì trong cái phẩm mà gì đó, thánh đạo gì đó trong pháp uẩn á, thì có nói rõ, đọc lại thì đọc. Thì cái này thì cũng khó nhớ lắm, tại mình chứng nên đọc xong dễ quên lắm. Cái nào chứng thì cái gì mình chứng mình nhớ, còn chứng học học trên thời gian sau nó quên rồi. Cũng như mấy người mà học toán cũng gì đó, học toán thì học giỏi, mà đi ra không có điều kiện đi làm nghề toán đó, thì cũng cuối cùng cũng quên rồi. Học bác sĩ thì giỏi, cuối cùng mới đi không có tiền đi làm bệnh viện, cuối cùng mới chừng 2 3 năm sau cũng quên. Quên thế thì thành mình cũng vậy thôi, mình không trách gì, tôi cũng vậy, có cái quên là do cái trí mình nhớ thì thôi chứ cũng dễ quên lắm.
Với cái gì mình có học, có tu á, có tu tập thực hành á, thì mai nó còn nhớ. Nhưng mà tới đi hết hết rồi thôi hết nhớ, thực hành mới nhớ hơn. À rồi ha, rồi à, ưng tri đó là trùng tánh thanh văn thừa ấy. Tức là đó là biết là trùng tánh của là hiện chứng thừa thanh văn, tức là chứng ngộ đó, chứng ngộ trực tiếp ấy, thừa thanh văn hiện chứng. Tức là cái này chứng đây á, tức là chủng tánh là thực sự, chủng tánh là quy định cách tu tập quán sát, đó là tu tập thấy sự vật như thế nào. Đây thì thấy sự vật các cái đặc điểm hữu vi thôi, không thấy quan hệ của các pháp hữu vi. Hữu vi quan hệ liên tục á, chứ không phải quan hệ đơn giản, quan hệ nhân quả, cái này có nhân có quả đâu. À, cái này nói sức kiểu như bây giờ người ta nói là con bướm ở Cali và vỗ cánh á, thì Thái Bình Dương về sống thì nó con bướm vỗ cánh trả về sống gì, nhưng mà làm dao động không khí, không khí này nó dao động càng ngày càng lớn á, nó dao động di chuyển á, tới lúc thành cái cơn bão luôn á, thì nó gọi là dao động di chuyển. Cái này mình khoa học chả biết, thì cái đó một trong cái gọi rằng là tính liên tục của duyên khởi, tìm cách để hiểu vậy thôi, chứ còn còn mình thực tế thì chưa chứng không chả biết thực tế là thế nào. Đấy, nhưng mà để so sánh với những cái quan sát mình thấy ấy, thì cái liên tục như vậy là hợp cái kinh nghiệm ta có thể thấy được. Rồi bây giờ ha, mình ước vị tự thừa kiến sở chứng gì, tức là sau khi thấy sở chứng của thừa mình bí này bí đó, ok bí thì người đó làm gì bị đó kiến sở chứng, phải nhớ đây không, cái này là hơi khó đó. Bí ưu tự thừa kiến sở chứng gì, là người kia ở nơi thừa của chính mình mà thấy sở chứng. À, vậy cũng được nhưng mà khó hiểu, giờ phải dịch lại chữ chủ từ của nó. Bởi là vì kia, vì kia là gì, cái này dịch ra cái rồi, thấy cái gì, thấy chỗ mình chứng thì đúng rồi, cái học đâu mà hay vậy ta. Thấy chỗ mình chứng sau khi được, sau khi được thêm gì sao cho rõ đi, sau khi là thấy sở chứng của mình, chỗ mình chứng ngộ, chỗ mình chứng ngộ tức là thấy sở chứng, thấy rõ sở chứng của mình. Sở chứng gì, thấy sở chứng trong tự thừa, trong thừa của chính mình, thấy sở chứng ưu tự thừa sở chứng nơi bị nè, bị thấy là đó cái mình là chính, nó là bị nè, cái này biết rồi thì khỏi đi. Ưu tự thừa ở nơi thừa thấy cái gì, thấy cái sự chứng ngộ ở nơi cái thừa của mình, tức là thấy thấy rằng ta là chứng ngộ, ta là chứng ngộ nơi thừa của chính mình rồi. Thấy rồi sở chứng, vì là sở chứng, cái sở chứng được cái nôm na thì nôm na nó khó hiểu hơn, ở trong cái dùng chữ Hán là nó dễ hiểu đó. Cái chỗ mình chứng ngộ, cái sở chứng có những cái mình nôm na là chứ có những cái không thể nôm na được, cũng như tên tôi gọi tuệ sĩ chứng, gọi rằng anh chàng thông thái được, để tôi cứ tên là anh chàng thông thái nhiều dài quá. Sở chứng, cái sở chứng này nơi nó thừa của mình, nó tự thừa đấy, thừa của chính mình, thừa của chính mình đấy, thừa của chính mình. Sau khi thấy rồi thì có gì xảy ra đó, sau khi thấy thì tức là chứng, còn sau khi hiện đây gọi là sau khi hiện chứng đó, chứng được cái gì xảy ra, là sau khi này rồi mới ở nơi bây giờ, sau đó thấy thấy là gì, bây giờ bắt đầu đoạn phiền não này kết này á, là đây gọi rằng là gọi là kết sớm, đây gọi là triền phược. Triền triền phược tức là phiền não đấy, chứ không phải là sự ràng buộc, phải đơn giản là sự ràng buộc thì ràng buộc được, nhưng không đúng. Bên kia ta dịch là khởi phiền não, phiền não khởi, cái chữ này có nghĩa là khởi, là phiền não nó hoạt động. Bên này dịch là kết,
phải chữ đó chỉ kết được, mà kết á thì trong A Di Đà phân biệt rõ kết này, triền này, phược này khác nhau. Kết này, triền, phược này, hê rồi là nhiều thứ lắm. Còn đây dịch ra là khởi, có nhiều chữ là chỉ phiền não. Từ xe cơ hoạt động nó tùy miên này, nó đơn giản nhất á, cơ bản nhất là phiền não có hai loại. Phiền loại thứ nhất nằm ngủ, nó gọi là tùy miên. Anusaya nó tùy miên, nó đang nằm ngủ. Mà phiền não hoạt động nó gọi là khởi, tức là triền, triền là khởi đó. Phiền não triền và phiền não tùy miên và phiền não triền, nó là phiền não có hai loại. Chữ phiền não ta dịch cái cái nội dung, cái ý của nó chứ không phải dịch sát chữ. Tại vì á, cái gì là phiền, cái gì mà ô nhiễm, cái chuyện nó là ô nhiễm, cái gì ô nhiễm, cái gì ràng buộc tất cả những cái đó gây khổ cho người ta. Thí dụ kết, thí dụ như kết, kết được gọi là thường là cái gọng tre đi, cái gọng tre, cái gì, cái càng tre, cái gì mà trùng lên cổ, con bò. Đó thì cái được gọi là, cái được gọi rằng là tiếng Việt kiểu gì quên mất tiêu rồi, cứ gọi là kết đi. Mà cầm cái cổ nó cái gì ách ách chứ đàn mang vô cổ cái ách ách quả nó cũng bò, thì cái ách đó lúc đó thì gọi nó là phiền não. Vì nó là phiền não là vì cái quả đấy thì nó gây ra cái phiền phức, phiền muộn cho mình nóng nảy mà khó chịu, chứ gọi là phiền não. Thì nhớ chữ phiền não là vậy đó em. Vì sao gọi là phiền và não? Phiền là nóng nảy, là não là bối rối, rối loạn. Phiền não chữ thì hay đấy, nhưng mà chính nó gọi chung nó là tất cả những cái gì gọi là ô nhiễm đều là phiền não. Như bụi bặm đó, nó dính là mình gọi là ô nhiễm. Bụi bặm dính vào thì khó chịu, là khó chịu tức là phiền não rồi. Ách của người chết, của người chết là ách á. Mà đây là triền, triền là những cái khởi xuất hiện rồi, phiền não nó xuất dậy rồi. Mà xuất dậy rồi nó làm như phiền não là gì? Ví dụ phiền là khởi tham. Tham tất nhiên là mới tham, mới thèm thèm thôi, thì lúc đó là khó chịu rồi. Tức là cái tham làm khổ hết rồi. Tất nhiên là sau đó thì mình chụp được ăn từ nước xuống, nhưng mà lúc đó khổ. Như thằng con nít mà đi ra đi 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 đi, đi qua đường mà thấy cái xe tăng đẹp quá một lấy á, ăn con lấy điện được á, cuốn chân lại đâu phải là phiền não triền, nó cuốn chân nhỏ lại đi cũng được, mà là phiền não triền tức là khó chịu được, khóc rồi đi cũng được, khóc rồi không ai cho cái xe tăng được, khóc rồi đó. Thì với lại chỉ thì mình khóc nhiều thứ lắm, tại vì có nhiều cái mình cầu cũng được, buồn thôi, còn như cũng được có quyền á thôi, khỏi nói xin nhiều chuyện lắm. Rồi à, vậy là sau cái chứng rồi thì bây giờ thì bác lên tới địa thứ năm và địa thứ sáu. Thì đoạn phiền não kết, tức là đoạn các cái tập ấy, đoạn các cái đoạn cái phiền phiền não triền, triền triền phược á, triền phược của phiền não, hay là đoạn khởi phiền não. Dùng chữ kết này, kết nó tổng quát đi, cái chữ kết nó không phải là cái ách đâu, cái này là phiền não. Thì kết là hoạt động, nó gọi chung nó là phiền não triền. Hai cái phiền não kết và phiền não tập, hai cái hai cái để nó sao, hai cái thì đặc biệt đây. Thì để lục lĩa, để lục ngũ cái này á, thường thường á cái là cái trong 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 thanh văn ta nói để lục, để cứu, để ghét á, chỉ trong Bồ Tát thập địa mới có. Nhưng mà cái thanh văn địa lục địa cứu địa là gì? Mà tính cho thanh văn á, dự lưu hướng, ngang sơ quả, dự lưu quả điều thứ hai, rồi nhất lai hướng điều thứ ba, rồi điều thứ hai, điều thứ ba hay nhất lai hướng điều thứ ba, nhất lai quả điều thứ tư, rồi bắt lai hướng điều thứ năm. Đây là tương ứng Bồ Tát, là tương ứng ngũ lục địa Bồ Tát. Mà đây là để ngũ lục địa, ngũ địa là gì? Ngũ địa đây gọi rằng là nhất lai hướng, nhất lai quả. Điều thứ năm, điều thứ năm trong trong này là gì? Là dự lưu này. Dự lưu hướng hả? Dự lưu hướng
Bên Bồ Tát á, nó gọi là gì? Nó gọi là gì? Sơ khoan hí địa, sơ địa đó, khoan hí địa. Sang chung hay giống nhau, giả thiết giống nhau, địa thứ sáu và địa thứ bảy, nhưng mà đây địa thứ năm và địa thứ sáu. Địa thứ sáu này á, ý quên để mà giữ lâu bảy rồi đặt cái rồi, thứ sáu là nhất lai hướng, giữ bất lai hướng, quên, xin lỗi cha, bất lai hướng. Đấy, không khó để Bồ Tát vô nhớ được, nhớ Bồ Tát thì được. Bất lai hướng tức là anh hàm đó, bất lai hướng thứ sáu là bất lai quả. Đây là thành văn Bồ Tát. Đấy, Bồ Tát đây là bất hoàng, nhớ gì bất hoàng, chứ gì bất hoàng đi, bất lai là bất lai nó theo dịch của Lạc Thập đó, bất hoàng là nó theo dịch của Ngài Vầng Sáng, dịch cho còn đang chuẩn hơn. Ô, bất hoàng quả, nhớ lộn xộn, bất hoàng là không trở lại thế gian này. Ê, bất hoàng quả đi rồi, bất hoàng quả hả? Bỏ chữ được đi, bỏ chữ được đi. Bỏ chữ tiện như gọi là đoạn trừ. Ở đề thứ sáu hả? Ở thứ sáu đoạn trừ. Đó. Đoạn trừ. Bỏ chữ được đi, đoạn trừ. Đấy. Bỏ chữ được. À, đoạn trừ này. Đoạn trừ. Sự tổng kết của phiền não này. Đoạn trừ tập khí của phiền não. Đấy. Cái người mà vướng vào, cái không vướng vào được. Thì nên không dịch vướng vào được. Em sửa lại mà vướng vào không được. Đấy. Bây giờ tập khí là gì? Cái này dài dòng đây nha. Cái này đây là nó bất hoàng. Tức là ở đây á, cái địa thứ bảy và địa thứ tám á, đó là quả A-la-hán. Thì trong này nói á, đúng ra trong đó địa thứ năm và thứ sáu tương đương với địa thứ sáu, cả hai đều giống nhau. Thực ra địa thứ năm và khoảng thì trong Bồ Tát á, thì địa thứ năm ấy mới bắt đầu á, là chứng được cái gì, bắt đầu chứng cái gọi rằng là việc việc tầm định. Địa thứ năm Bồ Tát mà bất hoàng cũng vậy, A-na-hàm thì địa thứ năm thì A-na-hàm quả A-na-hàm thì mới chứng được, A-na-hàm mới chứng được là nhập định, nhập định nó gần với niết bàn đó. Thì trong này á, thì bây giờ đoạn được cái phiền não, nhưng lấy phiền não tập khởi, phiền não tập khởi tức là sự xuất hiện, sự nổi dậy hoạt động của phiền não. Nhưng mà khi để đoạn trừ được cái tập khí rồi, cái đoạn rồi được cái hoạt động của phần nào nó hoạt động nó quấy phá mình nữa. Nhưng mà cái tập phía là cái gọi rằng là cái huân tập lâu đời chưa 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 đoạn trừ được. Dụ tập khí tham trong trong các vị, thực ra các vị ngay các vị A-la-hán các vị là vẫn còn, còn là cái những cái tập khí phiền não nó kể nhiều vị lắm. Thí dụ như ngài Tất Lăng Già Bà Tả này, hay Lỗ Sâm này, vì cho rằng ngài là nhiều đời, nhiều đời cả trăm đời, mấy chục đời, mấy trăm đời kiếp á, đời chứ không phải kiếp. Sinh làm cái gì, toàn là sinh trong nhà chủng tộc Phạm Phạm Bà La Môn, không phải Phạm á, Brahma Phạm Phạm là Bà La Môn, à lúc là sinh trong nhà Bà La Môn, thì nó hay ý mình lắm, nó nạt nộ ta không nè, thành ra ngài cái chuyện mà nạt nổi nó cứ nạt ta không à, nó một thánh gì một cái nạt ta không vậy, cái đó không phải đâu, không có sân gì hết á, mà cái đó dấu tập khí rồi. Thì trong này kể thực sự ra thì đoạn là một số tập khí, nhưng mà để cái một số số phiền não, nhưng tập khí cho đoạn chứ tới Đức Phật á đoạn hết tất cả phiền não, cũng như tới trong này nếu kể rồi tới A-la-hán chỉ đoạn hết tất cả phiền não, nhưng mà vẫn đoạn được tập khí, chưa đoạn được tập khí. Thì đây nó đoạn được cái phiền não.
Một chồng tập khí tới A-la-hán đoàn hết. Thì làm nói gì với thầy đây việc nó tập theo tập khí giống như thói quen nhiều đời đó, cái này thì hơi khó hiểu, nhưng mà sinh ra có cái tập quán gì không không trị được, nó xả lời phân hóa tập quán chứ. Trong các đệ tử Phật mỗi vị có một cái tập khí chứ đoạn trừ được, mỗi ngã là hàng có ngã là hàng có, thí dụ A Nan có cái tập khí là ái, tức là có cái tập khí là ái nặng là vì ông ái binh vực, hay binh vực dòng họ thích lắm, A Nan dòng thích là binh hết rồi. Ở trên có cái chuyện kể đó, sẽ kể chuyện ngã A Nan đó, A Nan mà thì có cái ông tỳ kheo đó, lớn tỳ kheo dẫn tỳ kheo luôn cái đó mà không hòa được, vì rằng là ông thầy tỳ kheo đó thì có một cái bà đệ tử, có gia đình đệ tử, hai ông bà đó khi mà trên biết mình sắp chết rồi bệnh đó, bệnh vô chả biết, mới lên nói với ngài A Nan có một số tiền cho nó đó, rồi cái hang nhỏ nhờ ngài chăm sóc chúng nó, khi nó lớn lên đứa nào biết Phật pháp tăng quy tam bảo thì giao gia tài cho nó, còn đứa nào không thì đừng có giao. Thì nghe lời. Thì tới lớn lên đó thì hai anh chàng thiệt, anh á là tin Phật, anh tin A Nan, thì cái thầy tỳ kheo nó nghe lời, ông không được, ông đi kiện với ngài A Nan, anh nói ông này á là như vậy là mang tội, tại vì tiền ta giao cho pháp ông nào ông phát cũng công bằng, như vậy là mang tội, ông mang tội là ông phạm tội, phạm tội nặng, không cho sám hối. Ông nói để thầy thì cho tôi nói chuyện, không chịu nói chuyện, không chịu với Bồ Tát, mà bởi là có Bồ Tát ông là A Nan đi chỗ khác, mà ông sợ quá ông trốn, thì ông sau đó ông đi nói tôi cũng giải thích tục luôn, A Nan không chịu. Rồi bữa đó ông đi, ông nói chuyện chắc cũng chẳng hồ thích á, để không biết có phải không, nhưng mà ông đi thuyết phục sao mấy bà hồ thích á, nghe về thấy ông nói về biết ông ngài A Nan giận dai rồi, với bạn với nhau. Từ bỏ đó thì tới thăm, rủ nhau tới thăm ngài A Nan, bà nó có con nhỏ đang bú bụng đi theo, nó bụng theo mà tới giờ nó bú nó khóc, nó khóc trời, A Nan nó bên nhỏ nó khóc cho nó vui nào, không bữa nào một tôn giả nó chuyện luôn tại thì theo đó với tụi con với trên chỗ ông A Nan chịu đi ra ông nó sai lầm sao tôi nói chuyện được, không thì cháu gì khóc phát trời, thế là thôi để tôi đi đi nói ông thầy đó, tới kêu ông thầy tôi nói chuyện, ông giải thích vậy tôi sai rồi, cái chuyện là A Nan có cái tập khí vậy đó, kể thấy đúng hay sai, nhưng mà cái chuyện nó buồn cười, cái chuyện này trong luật á, cái luật cái trong kinh thường thấy nói, mà đa số mấy cái chuyện kỳ được trong luật nhiều lắm, thì gọi rằng là có tập khí là dễ, nhiều vì tập khí là mỗi vị có tập khí riêng vậy đó. Có vị sân, có vị ái tham, ái này là ái thiên vị đó, tức là ái tham ham tiền ham của, có những cái tập khí đặc biệt á, cũng như A Nan đó, có cái ái cái khó khó mà khó mình chứng quả đó, tức là có cái mê Phật quá không chứng được, chúng ta giữ lưu là hết rồi, còn lên là chứng được tới cái Phật Niết Bàn rồi, không có gì để mà ái nữa, không có gì để mà mê nữa. Thì trước đó là lúc là ngài A Nan là mê Phật á, mê Phật không chứng ngộ được, thì đó là cách giải thích nhiều cái về sau này, cho có nhiều cách giải thích khác về ngài A Nan không chứng ngộ. Ví dụ trong kia những câu chuyện là anh ngài giúp kiểm trách A Nan, ông chỉ lo nghe không lo tu tập trên tới Phật Niết Bàn rồi mà chưa chứng ngộ. A Nan nói thì cũng đúng, tôi chứng ngộ nhưng mà tôi là tôi chứng A La rồi, A La thì giả, A La thì giả cho Phật, chứng là không chịu chứng làm thì giả thôi, nhưng làm thì giả tôi lo lắng, chắc là để chừa lại một cái gì là còn có tham sân gì đó mới làm thì giả được, thì hết tất cả rồi A La Hán á, thì như khi mà Phật là vô ca thôi, ông có đau gì mà kệ không á, thì cũng cần thiết, nhưng mà A La Hán thì cũng kỳ. Ở các cái thì nghe chú vui chứ không hiểu hết đâu, người lớn người nhọc lít hiểu được người lớn đâu, thì nó nghe chú vui vậy đó. Rồi diễn ra đúng diễn là bày ra mà đầu lắc nghe không? Không khôn chút nữa thì diễn cho đúng,
chứ đừng nghe nói vậy thì mình dẫm tầm bậy tầm bạ đó chế an nan được. Cũng như có phi nó buông lời đi chê an nan, ư an nan vậy lắm đúng, mình phạm phu dám chê an nan. Thì có cái chỗ phê bình trong Trung Hoa, có nhiều người thấy an nan hỏi đi hỏi lại, ông nói cái an nan gì, Phật hỏi cái chỗ này an nan còn chưa hiểu. Thì tôi nói xuống vậy cho bộ ông hiểu ra ngài an nan phê ai hiểu cho nổi. Để cho nên chứ nhiều khi phê bình đó, vung tay quá tráng, đọc thì thấy nó là thấy mình hiểu rồi, cho nó khờ quá, Phật nói gì không hiểu, Phật nói hiểu thì lời mình chả bao giờ hiểu. Cho nên chỉ con người nó có những cái gọi rằng là nhiều có về đúng đó thì chưa thấy, thấy mình thấy tưởng mình thấy đó khó, cái tập luôn nhiều người bị đó, hầu như là người chỉ biết 100 triệu người chỉ có vài và người thoát ra, còn thôi đa số là dễ bị cái đó lắm. Ừ. Rồi chê người ta thì dễ mà khen người ta thì khó là dễ đó. Ê, rồi ê. À, đó là tập khí phiền não nè, chứ đừng tập khí phiền não, đó chỉ có Phật đoạn được tập khí mà thôi. Trong đại thừa cũng vậy đó, duy chỉ có Phật đoạn được khí, ví dụ như là Bồ Tát Địa có đề thứ bảy, sáu thứ bảy đoạn hết tập, đoạn hết cả cái phiền não rồi không còn gì nữa, nhưng mà để đoạn được cái tập khí còn này nó luôn với tập khí đó lưu chuyển thì phải qua tu tập thêm cái điều thứ chín, điều thứ 10 rồi qua đẳng giác địa, đoạn trừ hết tất cả các cái tập khí có phiền não. Phiền não nó chủ yếu là tham sân, có nhiều thứ nữa mình kể hết kỹ ba hai cái tham sân như vậy thôi. Rồi mới trụ sanh tử, rồi mới trụ cái tồn tại, tồn tại đến phải phải vướng vào mà vướng vào được, nhưng mà thiệt là an vướng vào an trụ nó tồn tại chứ mà vướng vào thực ra an vướng hết mình cũng vướng vào. Bất từ nghi tử đây là nói địa thứ sáu và địa thứ năm, thứ sáu này gần như là tương đương với địa thứ năm và thứ sáu của đại thừa rồi. Địa thứ năm á, ở trong đây á, là thành tựu địa thứ năm á, là định ba la mật. Tức là thế giới nhẫn tấn định, định ba la mật tới địa thứ sáu á, gọi rằng là trí ba la mật. Định ba la mật, định ba la mật đấy đạt cái đỉnh cao nhất đó là tưởng thọ diệt tận định, đó thì địa Bồ Tát địa thứ năm mới chứng được cái này, và A Na Hàm á, và A Na Hàm á thì cũng chứng được cái diệt tận định đây, cho nên ngang nhau. Cho nên cái này lưu ý một chút, từ bao giờ cũng hiểu đại thừa tiểu thừa của nó, đại thừa bao giờ cao hơn thực sự Bồ Tát có hai bậc. Bồ Tát phàm phu tức là Bồ Tát khổ lậu đó, Bồ Tát phàm phu thì như chúng ta thôi nhưng có cái tâm rộng lớn, ví dụ cảm hy sinh mình cho mọi người làm được nhiều chuyện thì đó là Bồ Tát khổ lậu, thành Bồ Tát đấy cũng còn lúc nào cũng tham sân như thường vậy đó, phải học tập. Nhưng nhiều cái Bồ Đề Tâm, thành ra Bồ Tát do Bồ Đề Tâm nên phát triển Bồ Đề Tâm, nhiều cũng Bồ Đề Tâm cho nên với thực hành pháp do đó tuy rằng chưa chứng quả như là Hoan Ý Địa hay là như Dự Lưu, nhưng mà đối Phật Pháp Tăng không bao giờ thoái chuyển, còn trong cái nguyên thủy á, là phải chứng quả Dự Lưu á, thì đối tin Phật Pháp Tăng Thánh Giới tin không thoái chuyển, không thể thay đổi, không gì thay đổi được, chứ còn ngoài ra khi niềm tin nó không vững gì thế nữa. Trời ơi uống gì tụng luôn ta lại. Nó có địa thứ sáu Bồ Tát á là quán quán tánh không, tức là quán viên khởi đó. Có địa thứ sáu đây gọi ra là A Nà Hàm hướng. Thì trong 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 thanh văn á thì địa thứ năm thứ sáu thì tất cả đều là tu gọi rằng là quán thánh đế, nó ngay cả trong đại thừa duy thức về điều của quán thánh đế thì đây gọi là địa thứ sáu. Thì sao là quán thánh không, nhưng cửa thánh không thì tất nhiên là cái thánh đế, cái thánh đế của trong đại thừa dựa trên cái thánh không, ví dụ khổ tập diệt đạo duyên không mà quán, còn bên này dựa trên tướng mà khoán, tức là không dựa trên duyên khởi, quan hệ duyên khởi, mà dựa trên cái đặc điểm của vô thường, của vi mà quán,
Còn bây giờ dựa trên duyên khởi mà quán, tức là quán cũng là quán, quán quán đấy, đạt lý duyên khởi mới hiểu được thánh đế. Hai cái khác nhau một chút thì biết là khá gì thôi nghe không? Tại vì trong duy thức thì nói rõ cái đề mà trong luân quán thì sách tiếng Việt ấy chữ hán, nhưng mà chữ hán không có dịch đại thừa trung quán nên cái này khó hiểu. Chỉ có cái là trong đó là trung quán thì có cái bản mà nhập nhập trung luận đó thì nó có chứng quả, nhưng mà trong đó nói tại vì các mạc coi như là người ta đã hiểu là anh hàng rồi nên nó không rõ. Rồi với cái bằng chú giải của trung luận á, trung luận tức cái gọi rằng là bốn thánh đế đó, thì trong luận nó thứ tự về quán 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 duyên khởi để hiểu tánh không, à, quán tánh không chứ, quán duyên khởi tánh không để hiểu thánh đế. À, thì trong nó thực sự nó đại khái thế này, quán thánh đế, quán thánh đế trong cái quán thánh đế trong bài từ tiểu thời, quán thánh đế nói riêng quán thánh đế đi, quán thánh đế này đại thừa tiểu thừa có giống nhau hết á, nhưng mà qua bên 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 Trung Hoa hoặc có những cách quán, ví dụ như là Hoa Nghiêm á, thì ta quán về là về rằng là pháp giới cái quán về về tam trùng và pháp giới là bên 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 thiên thai gọi là pháp lý tam quán để có cái quán ấy đó, dùng cái quán. Nhưng mà quán thế đế này á, thế đế trong đại thừa quán thánh đế nó có ta một là ăn lực thánh đế, ăn lực thánh đế là gì, đây là khổ tập diệt đạo theo nghĩa nào, do Đức Phật Thích Ca nói khổ là gì, tập là gì, và làm sao để thấy khổ tập diệt đạo, đó gọi là quán thánh đế, tức là theo đó tu tập đàng hoàng. Ví dụ muốn thấy khổ đế phải quán khổ vô thường không ngã gì, mà trong vô thường này tu tập trên này bắt đầu tu trì chỉ là thế nào, rồi quán là thế nào, rồi tu tập cho rõ, chỉ thế nào đạt được là thế, bắt đầu tu quán quán thế nào, rồi chỉ quán xong vẫn đó là còn lại rất quán lấy quán về ăn là lấy khổ tập diệt lão. Sau khi chứng rồi á, chứng ăn là phân đấy rồi á, thì đây gọi rằng là gọi là pháp trí pháp nhẫn, cái bằng pháp trí pháp nhẫn quán thánh đế, cái này khác hơn bên 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 ta đi làm chút đi. Pháp trí pháp nhẫn, pháp nhẫn pháp trí gì, pháp nhẫn nè, pháp trí nó hơi dài thì nhớ chữ thì sao, từ từ nhiều khi thì nhớ được sao, nó có gì nó làm được ấy. À, pháp pháp này là gì, pháp là những lời Đức Phật dạy. À, trong 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 thí dụ quán khổ đế, à, thì trong A Tỳ Đàm tức là trong bộ phái ấy, thì pháp này là gì, pháp này là hiện thực quán khổ đế, tức là quán vô thường lên thân ta, thấy cái vô thường lên thân ta, từ cái vô thường thân ta mới khổ, cái cảm thọ thấy cái vô ngã lên thân ta gọi là pháp. À, gọi là pháp tức là hiện thực ở trong dục giới, cái này pháp này là gì? Kinh nghiệm trong dục giới. Còn nhẫn tức là giai đoạn đầu mới biết, thì nhẫn một cái đoạn trừ phiền não gọi là trí, pháp trí. À, hai cái pháp nhẫn và pháp trí. Thế rồi sau khi chứng ngộ rồi, à, thì bây giờ mới gọi là phi an lạc thánh đế. Đây là thánh đế tự nhiên, khổ tự nhiên. Phật nói không nói khổ thành cái khổ này ấy, rằng theo mỗi vị Phật nó có khác nhau. Ví dụ thế giới ta bà này ấy, Đức Phật Thích Ca nó khổ là gì, thì khổ là sanh lão bệnh tử hay là khổ ba khổ đó, khổ là do khổ thọ, khổ là do hoài khổ, khổ do hành khổ, tức là khổ 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 là khổ thọ đó, tức là khổ do cái thân xác. Rồi cái khổ thứ hai thì hoài khổ, khổ là phần lớn đó. Cái hậu quả của nó là do bởi cái tâm lý, tức như là một thời gian sau thấy nó mất mát á, nhà cháy rồi cha chết mẹ chết, rồi cái thời gian sau chúng mới thấy được cái khổ, và cuối cùng là hành khổ, cái khổ nó bằng trí tuệ quan sát. À, để gọi là thế mỗi thế giới có một cái Phật nào quán bốn thánh đế hết đó, trong đại thừa Hoa Nghiêm nữa vậy, gọi là thế giới nào là thánh đế, nhưng mà mỗi vị chẳng thánh đế mỗi khác, tức là Phật nào bằng cái phương tiện, bởi Kim Pháp nói đó, tức là khi mà thấy được cái duyên khởi rồi thì Phật đến đạo tràng để thuyết rằng là ấy,
để trước bốn thánh lễ đó, phần là bốn thánh lễ, khi ăn là thánh lễ là cái chân lý tự nhiên, khổ đế tự nhiên, đấy là một chân lý mà khổ đế này ấy, là gì thấy được duyên khởi, thấy được cái ác làm thánh đế này, khi ăn là đó là có tự nhiên, cái gì tự nhiên, có Phật không có Phật ra đời, thì là có cái thánh đế này, tất cả lý duyên khởi đó. Nhưng mà để nói cho hiểu lý duyên khởi này, bởi vì nó một cách khác, nó khổ là thế nào, tập là thế nào, thì cái khổ này thì bây giờ trong này nó gọi là loại trí, trong cách đại của ý thức loại trí, loại nhẫn và loại trí, loại nhẫn loại trí, loại nhẫn là gì, loại trí là gì, thì nó rõ là không, nhẫn và trí, loại là gì, đây là loại suy. Nó trong 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 A Tỳ Đàm á, A Tỳ Đàm pháp là gì, pháp là những gì, dục giới, cái khổ dục giới khổ có bản thân ta, thân mà tâm ta là ta có kinh nghiệm trực tiếp, cái đó là pháp, mà pháp đó là pháp, pháp là hiện tiện, là những cái gì xảy ra trong hiện tại trước mắt ta, đó gọi là pháp, thì pháp thuộc về dục giới. Thì từ sau khi thấy khổ dục giới rồi, suy lên loại suy lên cõi trên, tức là khổ của sắc và vô sắc, cái khổ sắc và vô sắc ta chưa biết, mình đã là ông trời rồi, biết cái khổ của ông trời là sao, chứ mà không quá, còn cái khổ của ông trâu bò ta, chả phải là trâu bò nhưng mà ta có thể tưởng tượng được, nhưng mà thực ra chả cần quán, quán là người đủ, đó là loại suy. Mà trong này á, khi qua đại thừa duy tân nghĩa khác, tức là pháp, là pháp là dạy của Đức Phật, Đức Phật nó khổ là gì, đó là vô thường khổ không vô ngã, quán sát, quán sát rồi theo đó mà quán, lần lần quán cho cái duyên khởi rồi, sau đó này, sau đó suy xét những cái mà ta chứng được á, suy xét với lời dạy Đức Phật, rất loại suy này, tức là lời dạy Đức Phật với cái pháp mà ta chứng ngộ đó, đó loại suy này, bây giờ bắt loại suy này, loại suy những cái lời dạy của Đức Phật với pháp mà ta chứng ngộ, hai cái khác nhau như thế nào, Đức Phật nó khổ là thế nào, vô thường khổ không vô ngã, đó là khổ đế, nhưng bây giờ ta chứng được cái khổ đế rồi, thấy khổ đế rồi thì khổ đế thế nào, cho Đức Phật thì cái mà ta học với cái ta chứng ngộ không có giống nhau, nhưng mà có những quan hệ với nhau, đó quan hệ duyên cỡ, thành ra do loại những này, do loại suy ấy, mà ta quán ấy, quán cái mà có mà ta thấy và cái ta chứng ngộ, cái mà ta học đó và cái mà ta chứng ngộ, hai cái mà tu tập với ta cái chứng ngộ, hai cái không hoàn toàn giống nhưng mà có quan hệ mật thiết với nhau, thì đó gọi rằng là thì cái phi an lập là do quán tánh không, tánh không mà thấy, cho nên chia cái này hơi khó một chút ha, chịu khó suy nghĩ chậm chậm chút. Cái giờ thứ sáu này là quán duyên khởi, đúng đó thì là quán duyên khởi, trong nó duyên khởi tức mà trên cơ sở duyên khởi thì mình thấy được cái chân lý, được mà chân lý đó mới thấy được cái gọi rằng là cái loại nhận loại trí này, tức là phi an lập thánh lễ này. Tức là cái chân lý tự nhiên, có Phật gì vẫn có chân lý đó, Phật nào ra đời cũng nói cái đó, cái phương pháp vậy đó, thì đây là cái điều trong cái Luân Nghiêm gọi rằng là không gì, tôi quên mất tiêu rồi, mới phẩm độ đó, thánh đế thánh gì phẩm độ đó, thì mỗi thế giới có cái khổ riêng và một thánh giới đó, cái khổ đấy riêng một tu tập riêng đó, ví dụ như cái thế giới của Trung ương đó, thế giới đó không giống với thế giới Ta Bà, cho nên chi cái đạo đấy đó khác, ví dụ đạo đấy đấy phải qua nó thanh văn á, phải nghe lời Phật dạy thế này nó tu tập mới được, cùng cái mùi thơm không à, đủ để tu tập rồi, nó còn bên Bồ Tát Trung ương á, nó toàn những cái lạc không để cho chúng sanh á, bằng cái lạc đó, thích cái lạc đó cũng là khổ để giải thoát, chứ phải cái lạc thì chả ai giải thoát được, chứ còn thiếu cái lạc cái khổ thôi, cái này chúng ta chưa biết cái đó thì chưa hiểu được đâu, nhưng mà thế giới thì Đức Phật ca và nó cái khổ đi tìm cái lạc, bên thì thấy cái lạc là thấy rằng khổ là chứng ngộ, chứ thấy lạc mà không thấy khổ thì chả bao giờ tu Phật làm gì, mà thấy khổ mà chẳng bao giờ thấy có lạc thì chả tu làm gì, thì cái phương tiện nó có khác đó. Cũng như nó riêng có cái pháp tịnh độ vậy đó, tín độ bên nó nói lạc thực sự nó không phải hoàn toàn lạc mà cũng có cái khổ, vì sao bên đó kinh Di Đà nói đó, cái thanh văn vô lượng vô biên đó, thanh văn đệ tử vô lượng vô biên, tức là chúng đệ tử thanh văn trong có dự lưu,
có Như Lai, có Bắc Hoàng, rồi có Thánh Quả. Vì sao chứng lưu có Phàm Phu, có chứng có Phàm Phu mà dự lưu á, thì có một phần lạc phần khổ vì chưa dứt hết được cái sinh sinh tử, cái chứng niết bàn, chưa chứng niết bàn thì bao giờ có khổ hay. Thành ra nó qua lợi cực lạc á, thực sự ra trong kinh ấy, thuyết Di Đà để hóa độ. Mọi người thấy tu khó quá, tôi là viện Phật Di Đà tu rồi, với tu để bóc thành Phật, chứ còn quá bởi bên Di Đà quá lạc không thì cầu chẳng thánh đường thì quá làm gì biết. Ở cái đời bên nó có lúc nó sung sướng, ăn xong rồi đi cúng dường xong về không nói tới nằm ngủ, chắc là nằm ngủ đó. Ăn có ăn thì còn ngủ chứ, ăn ăn có ngủ làm sao, thì vẫn có ăn có ngủ, dù có khổ nó hả, không có phải lạc đâu. Nhưng mà phàm phu thấy đó là lạc, thì đâu sanh nhân đâu cái khổ, vì cái khổ cho chúng các bạn họ thì cõi cõi cái phần chỉ đạo với mong cầu chứng niết bàn, nhưng khổ chứng niết bàn là gì, cho nên nó phải cực lạc để cầu sung sướng, là cái đó là tạm thời để dạng cho người căng tánh chậm lục. Để việc đấy là mình nói thêm chút xíu em để nhận rõ cái giá trị tịnh độ đó. Cũng là cũng dù dỗ người ta việc đó để mà tu, ở đây thấy khổ quá, tu là có trình độ khó quá không được. À, thì thấy xong rồi ha, là cái này là gọi rằng đấy, thì cái này nói riêng đây nói lên chút giảng thêm chút cái thì mình nói cho mình nói trong Phật này, hay nhầm lẫn cái này lắm, hay nhầm lẫn cái này lắm, như là cái đại thừa với tiểu thừa ấy, rồi phải bị lung tung á, khổ lắm. Làm thế kia nó đấy, cứ cho rằng là nhớ để cái ăn làm thánh lễ, thế là quán thanh không là gì rồi, không dương khởi là gì, ở trên linh chim mình nói đó là không chỉ quán dương khởi á, chỉ quán về tướng của nó mà không quán cái tướng của dương khởi. Tất nhiên là sinh nhiệt cũng là dương khởi mà thôi, nhưng mà tướng của sinh nhiệt chứ không có tướng của dương khởi. Hiểu như vậy đó, đặc điểm của sinh nhiệt, đặc điểm của hư vi, nhưng mà không đặc điểm của tướng, tức là đặc điểm của hư vi, tức là đặc điểm dương khởi đó. Rồi để điện ngũ lục địa, nhớ là có điều thứ bảy, điều thứ bảy là a la hán hướng, điều thứ tám là a la hán quả. À, thì hai điều đó thì trong 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 Bồ Tát điều vậy, điều thứ bảy viễn hành, tức là đi xa, tức là đi xa là bắt đầu vượt qua khỏi thế gian đó. Điều thứ tám là bất động, là bất động không còn dao động gì nữa, nó bất động a la hán đó, là hán hào bất động, tức là hoàn toàn vượt ra thế gian này suốt tam giới đó. Chứ còn a Bồ Tát á, từ địa thứ sáu từ chỗ ngộ trong tam giới còn chịu cái nghiệp quả luân hồi trong tam giới trong khỏi được, cho nên tất cả Bồ Tát nó chịu cái nghiệp báo. Bồ Tát cũng có sân 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 rồi đến quánh người thì Bồ Tát vẫn chịu quả nè, dù á có nghĩa là phát tâm gì đó, thí dụ Bồ Tát thấy kia nó giàu quá rồi đi tịch thu tài sản để cho phát ra cho nghèo, thì cái đó là bây giờ luật pháp chết á, tại vì có những nó quản lý rồi mình làm bậy bạ, nó có luật pháp. Hồi xưa là thế thiên hành đạo luật pháp tục luôn ra, ai làm cái nên chi Bồ Tát có thể, nhưng mà cái này thì hơi tế nhị chút. Bồ Tát giới đó, Bồ Tát giới đó là có cái đám mà cường ác báo vua chúa rồi đó, ức hiếp dân lành thì có thể lật đổ vua đó đi, lật đổ đó là thuộc thuộc về nếu nó đúng giới á, lật đổ tức là cả quốc gia coi như của nó, mà bây giờ mình lật đổ đó, mình lấy lệnh cho mình chữ dân thì cái đó gọi là cướp. Lúc đó thì cướp đây Bồ Tát, nhưng Bồ Tát cướp không phải là không không có tội, cướp của người là phải tội à, chứ không lẽ là Bồ Tát chịu nghiệp báo. Nhưng Bồ Tát gọi là dũng mãnh là vậy đó, không sợ ta vào được cũng sợ chúng sanh đừng vào là được. À, vậy đó, cho nên Bồ Tát với người, đừng nói Bồ Tát với người mà không có phạm tội. À, giết người không phạm tội thì ai làm trả được. Bồ Tát giết người nó vì tâm Bồ Tát, tâm Bồ Đề giết người phạm tội thì giết người nó dễ, nhưng mà Bồ Tát phạm phu giết người thì phải trả cái quả đó, tại vì Bồ Tát không phạm tội giết người xong thì phải trả quả cho cái người đó, cái chúng sanh đó nó tồn cảnh sống nó còn cái nghiệp có cái lạc như thế nào, có tài sản như thế nào, gia sản như thế nào, có người thế nào phải trả cái hết chứ. Cho Bồ Tát giúp nó rồi xong chuyện à, phải trả nó ác cái thiện nhiều, có nó có cái lạc xuống có cái thiện của nó. À, nhưng mà Bồ Tát từ sơ địa trở lên không có tạo nghiệp nữa, cho nên chỉ ở trong cái gọi là Bồ Tát mà tu tới thiện căn đó,
nó lĩnh nhẫn á, nó lĩnh nhẫn. Cái nhẫn là Bồ Tát không tu nữa, không chứng chứng nhẫn thì vào niết bàn sớm quá không chịu được, thành nó phải làm phàm phu không chứng quả dễ đó, làm phu cũng chỉ đủ 100 kiếp đầy đủ rồi chừng đó cái mới vô sơ địa, đó là đầy đủ công đức rồi bắt đầu vô sơ địa một đoạn phiền não. Ở sơ địa một đoạn có ba cái này. Nhớ hả, thân kiến giới thủ kiến đó là và nghi ba cái. Cái Bồ Tát đoạn có ba cái giống nhau, nhưng Bồ Tát do tâm từ bi lớn hơn, do đó có trí hơn, chứ còn giới thì giống nhau, giới phiền não giống nhau thì phiền não đoạn năm thứ sáu cũng giống nhau đó. Thì đoạn trừ thì tôi có điểm thứ bảy, điểm thứ bảy tương đương với a la hán là viên hàng điểm vượt xa rồi mới dùng thoát khỏi tam giới đó, có điểm thứ tám là bất động. À, đây là nhớ thì nhắc đi nhắc lại như là nên nhớ vậy đó. Tại sao hay nói mình hay nửa chừng đó, hay đi lung tung rồi bên các vị bị te ra quá đa bên viện cái từ cái chỗ lung tung nó cho rằng đại thừa nó tầm bảy thì có tầm bảy thì đó là phải cái những đại thừa mà đó mấy người học lõm đại thừa nó bảy ba trăm chào kỹ thì không sao, mình học nửa chừng á mà chả tu được, ai tu được với cái đó cho nên cứ tưởng là mình hiểu là đúng rồi, có tu cái đúng hay không chứ còn nghe xong rồi mình cho cái đó là hay chứ đúng được đâu, phải ráng từ học cái gì mà từ quan sát cái đó biết đúng sai, mình phải quán thánh đế thấy rõ vô thường khổ vô cả thế nào, sau đó mình hiểu được an lập và phi an lập, thì không có chả biết an lập là gì, phi an lập gì, nhưng mà nó sách rồi cho còn thực tế mà chứng được rồi xong rồi không à, rồi bây giờ mình vướng vào gì rơi vào bất đoạn cái não này trụ trụ là tồn tại đó, an trụ đó, bất tư nghị tử chết, tức là vẫn cái vị này á ở đây vẫn chết nữa, nhưng chết trong cái gọi rằng là từ địa thứ bảy, tức là chết ở trong địa thứ sáu rồi thì qua địa thứ bảy đó, để qua tu tập qua địa thứ bảy đó, địa thứ sáu rồi chết đó, tức là quả a la hàm đó, a la hán thì còn sinh tử nữa, nhưng mà đòi một cái trong trở lên đó thì có cái rằng là thì a la hàm không trở lại nữa, chỉ còn có một đời thôi, sinh đến đó là thế, tu tập thêm tiếng này thì chứng quả là nhập niết bàn, thì niết bàn có hai tức là chết đó gọi là phần đoạn tử, phần đoạn tử bất tư nghị tử, tức là đối lập cái phần đoạn tử phần đoạn đây nha, đây là phần đoạn này. Phần đoạn phẩm đoạn tử ra vậy, phẩm đoạn tử nó chết cũng chết này, nhưng mà chết gì, chết á, từng đoạn từng chu kỳ, ví dụ như là trong khi mà đời người á, là các đời người ta sống 100 tuổi chết hay là 30 tuổi chết á, có từng giai đoạn sinh ra ít nhiều vài ba sắc đang chết, chứ không có mưa với thọ thai sát na chết liền, không có ít nhất phải có một sát na thọ thai sát na, đó là chưa kể rằng là phải qua giai đoạn trung hữu nữa rồi mới tái sanh có đời này đời khác được, cái đó gọi là phần đoạn tử, nhưng mà bất tư nghị tử đây gọi là biến dịch tử, sinh tử là biến dịch tử đó, gọi là biến dịch sanh tử, biến dịch được biến diện được hả? Biến dịch tức là biến dịch là gì, biến đổi biến chuyển đó, hàng ngày ta sống đây tức là đúng ra ta nói đó có người sinh nó chết trong từng sát na, ngay trong thân ta như vậy, cái thân mình thấy vậy đó, bây giờ xét ra thì thường nó đã có nơi tồn tại lâu dài, cái thân ta đây á nó đây dễ ra trong gọi rằng là cái quá trình mà biến đổi á, nó gọi rằng là thay đổi tế bào chết một tế bào sống trong trong chừng giây chừng phút trong ít đâu thay đổi hoàn toàn này, thành nó gọi là biến dịch, thì đó là tức là cái tâm trường sát na chết đi sống lại nó thay đổi tới khi tới giai đoạn cố định hết tuổi thọ chết luôn qua đời khác, cánh đầu cũng như dòng nước chảy vậy đó, dòng nước chảy á, đi sống lên sống xuống ta thấy nó sống này sống liên tục, nhưng mà thực sự ra sống chìm lên chìm xuống liên tục chứ không phải rằng là nó đột biến không, nó có cái đột biến nó gọi là biến dịch tử, nó phần đoạn tử nó gọi là bồ, tức là phàm phu á, và cho tới
A-la-hán á, tức là diệt được sanh tử luân hồi rồi, nhưng đó là phần tử, tức là bỏ cái thân này, cái thân này tới tuổi nào chết, nhưng mà thành đó, trở lên đó, từ từ bắt đều trở lên đó, vẫn còn một cái là biến dịch tử, không còn chết trong diệp báo, không chỉ bởi vì đây là pháp vô vi nữa, nhưng mà chết cho cái trạng thái vô thường biến dịch, chết trong từng sát na, gọi là biến dịch tử. À, đây là gọi là bất tư nghị tử. Bất tư nghị tử đó gọi là biến dịch tử đó, vì người ta không nghĩ được, không nghĩ ra được, nó vượt ngoài tư duy của người ta, vượt ngoài kinh nghiệm, không có gì suy nghĩ được hết á. Không ai có thể thấy rằng ta chết trong từng sát na, giỏi thử thử mà thở vô thở ra có thấy tất từng chết từng, không thấy được đâu, không không bậy. Có thấy tầm bậy thì có, nhưng thấy thiệt á khó thấy lắm, hầu như là ở triệu chúng ta thấy cái đó, nhiều khi cho rằng thấy nhưng thấy đó thấy thấy kiểu bị gạt, cái ma quỷ ảo giác cái đừng tưởng người ta thấy rồi tới cái đó rồi rồi tưởng ta thấy rồi 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 là đi lạc đường lạc lối nguy hiểm. Nên tu tập có cái đúng cái sai, nó có cái chuyển nghiệm, cho nên thập bảy niệm Phật cho dễ đó. Chúng mình niệm Phật rồi cũng phải tu thôi, phải quan thanh đế thôi, nhưng mà có người dạy tốt hơn, còn có người dạy thì tu chậm chậm đàng hoàng, hoặc cái niệm Phật hoặc cái gì đó thở vô thở ra cái đàng hoàng, rồi có nhảy nhảy lung tung, nhảy lung tung tạo quả nhầm ma nguy hiểm rồi ha, xong chết rồi vợ rồi ha, rồi quá vợ rồi. À, giờ ai có hỏi tham vấn gì không nói đi. Thôi đi ha.